Tòa án Nhân dân huyện Hồng Ngự vừa mở phiên tòa lưu động tại xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tuyên phạt hai bị cáo là Lâm Văn Tưa, ngụ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, 6 năm tù giam và Lâm Thanh Mẫn, ngụ thành phố Hồng Ngự, 5 năm tù giam về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép. Theo cáo trạng, trong tháng 9 năm 2020, tại khu vực biên giới huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Tưa và Mẫn đã tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia và ngược lại, tổng cộng là 3 lần với 6 lượt người. Mỗi lần đưa rước người xuất nhập cảnh trái phép trót lọt, hai đối tượng lấy tiền công từ 12 đến 15 triệu đồng cho một chuyến.